trái kẹp miếng ớt ngay giữa quý vị ạ. Thấy chưa hấp dẫn không? Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì trời nóng nực nên mình là tự nhiên thèm chua quá, mình thấy bên hàng xóm có cây me, mình đâm dĩa muối ớt này. Mình đi hái me ăn. Chưa ăn mà thấy dĩa muối ớt này hấp dẫn quá. Cố gắng lên bắt hai ơi. Con ở dưới con thấy cái chùm nào nhiều xa vậy kìa. Có chùm đây nha bác hai. Bên đây hả con? Dạ. Rồi, bác hai lấy. Bác hai thấy con chụp nha. Chụp. Kéo áo lên hứng luôn ơi. Ủa trái nào trái nấy no đủ hết trời. Cái này quá. U hay quá. Wow, ở trên đây trái bự quá. Wow. Chụp. Wow, hay quá kìa ơi. Con thấy chỗ nào trái to hơn nữa kìa.
kịp đâu ai, đâu ai được nhiêu. Qua bắt hai cái. Đồ. Thèm quá. Đưa đây bắt hai. Ngồi bẹp xuống đi con. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi bẹp xuống đi. Con ăn trái nào. Trời ơi, thấy thèm quá trời. Lựa lấy trái đi con. Quá trời, no nưởng luôn á. Cái này gần dốt dữ rồi. Chấm chấm, chấm bữa. Trời ơi, thèm chua mà gặp cái này thôi trúng sách. Cái hộp nó chát quá quý vị ơi. Tại vì nó gần dốt rồi nên cái hộp nó chát. Nhưng mà chua xanh ngon lắm nha. Chấm mà lại nhiều nhiều ấy con. Ôi. À. Ngon không? Ngon. À. Chua mà nhắm có con mắt luôn á. Bị ré luôn. Chấm ăn đi con. Hình như là bác hai thèm nên bác hai ăn thấy ngon hơn con không? Dĩa muối ớt hấp dẫn chưa? Muối chấm miếng ớt vô. Wow. Bỏ hộp đi. Hộp mới chát. Ăn ở ngoài á nó chua thanh. Ủa nó dài bà cố luôn á. Ăn gì cho nó đã. Trời ơi gần dốt rồi nè. Trời sạch ra nước mắt luôn á trời. Ăn cả chua, chua thanh luôn á, cay nồng. Trời ơi, kẹp miếng ớt ăn chỗ đã. Hai trái kẹp miếng ớt ngay giữa quý vị ạ. Thấy chưa hấp dẫn không? Ngon không? Ngon quá không? Cài quá à. Chua thanh nào mà cài nằm quá. Đi.